quý vị, tại Đà Nẵng, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát, nhiều hàng quán đang mong chờ từng ngày để mở cửa trở lại. Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải dừng hoạt động do không chịu nổi áp lực của đại dịch. Chính vì vậy, thành phố Đà Nẵng đã và đang xây dựng nhiều biện pháp hỗ trợ với phương châm không để doanh nghiệp nào bị bỏ lại phía sau. Từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát, quán cà phê của anh Phan Anh Đức, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn rơi vào cảnh thu chi bất ổn. Áp lực về tiền thuê mặt bằng, tiền sinh hoạt đã khiến anh phải thanh lý nhiều đồ dùng trong cửa hàng. Chờ ngày Đà Nẵng hết dịch sẽ trở về quê. Trong thời gian 4 tháng nghỉ dịch vừa qua thì tụi mình cạn kiệt kinh tế cũng như là sức lực. Thì tụi mình bắt buộc là phải đóng cơ sở kinh doanh để mà vì không đủ khả năng duy trì. Nếu xem sự vận hành của nền kinh tế là một cơ thể, thì những hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng chính là những tế bào dễ bị tổn thương nhất trước tác động của COVID-19. Doanh thu không có, nhưng là phải gánh nhiều chi phí, nhóm doanh nghiệp này phần lớn đã kiệt sức. Chúng tôi có một vài cái thống kê, có thể trên 90% các doanh nghiệp nhỏ và vừa hầu như tê liệt và dừng hoạt động. Thì cũng có thể nói là cái sức chịu đựng của doanh nghiệp đã tới lúc là chúng ta cần phải có khả năng để giúp cho doanh nghiệp phục hồi. Thì chúng ta phải hoàn thành được cái mục tiêu kép là phòng chống dịch và chúng ta khôi phục phát triển kinh tế. Nắm bắt được vấn đề này, tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp vừa qua, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay Đà Nẵng đã xác định sức khỏe của doanh nghiệp là yếu tố hàng đầu, quyết định đến khả năng phục hồi của nền kinh tế trong thời gian tới. Đồng thời, thành phố dự kiến sẽ chi 500 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp 50% chi phí xét nghiệm, đảm bảo tiêm tối thiểu một mũi vaccine cho toàn bộ người dân và người lao động tại các doanh nghiệp trong tháng 10. Cũng giống như phương châm chống dịch, không để ai bị bỏ lại phía sau, lãnh đạo thành phố cam kết sẽ nỗ lực để không doanh nghiệp nào bị bỏ lại phía sau, tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng. Theo dự báo, dịch bệnh sẽ vẫn kéo dài trong thời gian đến và cũng sẽ còn thấy tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, dẫn đến nhiều xáo trộn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, cũng như sự thay đổi thường xuyên các định hướng chính sách của chính quyền. Nhưng tôi tin rằng với sự đồng lòng và quyết tâm cao của hai bên, Đà Nẵng sẽ đủ sức mạnh, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại, dù là khó khăn nhất, sớm phục hồi mạnh mẽ và bước vào trạng thái bình thường mới, phát triển bền vững. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ áp dụng biện pháp phòng chống COVID-19 theo từng cấp độ dịch, đồng thời đã và đang chuẩn bị các điều kiện để thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn, nhằm từng bước mở lại các hoạt động xã hội để khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, lưu thông hàng hóa, sớm đưa Đà Nẵng trở lại cuộc sống bình thường mới.